nó cũng ngủ được. Không. Không phải là anh đang ngủ mà là anh đang suy nghĩ. Từ đầu chương trình tới giờ thì hai đứa mình cũng đã vượt qua rất là nhiều thử thách rồi. Và đã có lúc anh nghĩ là mình sẽ dừng lại. Nhưng mà may mắn hay là mình đã vượt qua được. Thôi anh đừng suy nghĩ nhiều nữa. Em nghĩ là may mắn chỉ là một phần, còn một phần là cả hai đã nỗ lực tập luyện rất là nhiều. Chúng ta sẽ cố gắng hết mình để tiến vào top 10 nha. Cố lên. Vi Anh và Tấn Huy sẽ được biên đạo Ryan Tan hướng dẫn một bài jazz đầy cảm xúc. Tuần này, tôi sẽ dựng một bài nhảy dựa trên một câu chuyện có thật trong thảm họa sóng thần ở Nhật Bản. Một người bạn của tôi đã bị mất đi người yêu của mình trong thảm họa sóng thần. Sau đó, cô luôn nghĩ về anh và có những lúc cô cảm thấy giống như mình bị phản bội bởi vì anh ta đã bỏ cô lại một mình khi họ chưa kịp bắt đầu cuộc sống mới cùng nhau. Bài của anh Ryan thì cần những cái động tác mà hai mình phải kết nối với nhau làm cho nó thật là mượt mà và không có bị gãy giữa chừng. Trong bài thì mình cần phải diễn xuất rất là nhiều, phải đau khổ, tức giận và vẫn phải thể hiện được tình yêu với cả chàng trai này nữa. Quý vị và các bạn thân mến, và Ryan Tan sẽ mang đến cho chúng ta một tác phẩm về lyrical jazz, kể đến câu chuyện về những người yêu mất mát những người mà mình yêu thương nhất. Và câu chuyện đó sẽ được kể rất xúc động qua hai bạn trẻ. Chúng ta hãy soạn số 9 cho Vi Anh và số 10 cho Tấn Huy với nền nhạc rất liêu trai, một version phối cực kỳ lạ của ca khúc nổi tiếng Bang Bang. Bang bang, he shot me down. Bang bang, I hit the ground. Bang bang, that awful sound. Bang bang, my baby shot me down. I was 5 and he was 6. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Xin một tràng pháo tay cho Vi Anh và Tấn Huy, thưa quý vị. Cảm ơn hai em và xin một tràng pháo tay nữa cho biên đạo Ryan Tang. Câu chuyện rất xúc động cùng với ánh sáng cực kỳ huyền diệu của đạo diễn Phạm Hoàng Nam. Xin cảm ơn anh. Khóc rồi hả? Em khóc rồi hả? Sao thế? Em không khóc ạ. Vì sao lại khóc? Là xúc động vì âm nhạc hay là vì nhân vật? Vì đây là lần đầu tiên mà em được đóng vào vai cái nhân vật này. Và Ryan thì có bảo là nếu mà em chưa yêu bao giờ thì em hãy nghĩ về một cái gì đó khiến em khóc. Và em nghĩ đến nó. Đó chính là con đường nhảy của em. Và đây là lần đầu tiên mà nhảy và bài này và em khóc. Và cảm ơn em. Hôm nay nhờ em xúc động như thế thì bài này nó mới hay như thế đấy em ạ. Xin mời chị Tuyết Minh. Hãy cho ý kiến ạ. Đúng là Trấn Thành đã nói lời cảm ơn anh Phạm Hoàng Nam thay Tuyết Minh, bởi vì
Tuyết Minh cũng lại xin gửi một lời cảm ơn nữa đến anh, bởi vì lần đầu tiên anh cho chúng tôi được đắm say vào một cái cảm xúc nghệ thuật bằng một cái thứ ánh sáng nó đơn sắc, chỉ là màu đen và màu trắng thôi, nhưng mà nó bật lên toàn bộ cái đường ven của cơ thể và lột tả những cái kỹ thuật động tác đơn giản mà tạo cái hiệu ứng đẹp nhất. Và xin cảm ơn anh đã mang đến rất nhiều những cái tác phẩm hay, nhưng mà đây là tác phẩm mà Tuyết Minh rất là thích. Và cũng xin cảm ơn biên đạo Ryan, bởi vì anh phân tích cái tâm lý của nhân vật rất là tuyệt vời để mà anh trao cho hai bạn diễn viên, và hai bạn đã thực hiện rất là tốt cái thông điệp mà anh gửi đến. Với Vi Anh và Tấn Huy thì không phải nói gì nữa, bởi vì chị thích tác phẩm này nhất từ đầu đến giờ. Và Tuấn Huy với Vi Anh thì thực ra không bao giờ nghĩ là Vi Anh chưa từng trải qua một cái mối tình nào và cũng chưa từng mất mát cái gì ghê gớm để mà diễn được tác phẩm này. Nhưng mà đúng là ngày hôm nay hai em đều đã diễn được cái sự đau đớn đến tột cùng và cái sự giằng xé cũng như là cái sự gào thét, nhưng mà không phải lộ ra bởi vì những cái hành động, mà chính là bằng cái lối diễn, bằng cái cách sự buông thả rất là nhẹ nhàng của hai em thì tạo cho chúng tôi những cái đau mà chính cái sự buông thả rất là nhẹ nhàng của hai em, nhất là cái hình tượng mà khi Vi Anh ngồi ở trên lưng của Tấn Huy, và Tấn Huy như là một cái bệ đỡ, nhưng mà nó cứ gù xuống, còng xuống và tan biến mất, và đồng thời là Vi Anh chơi vơi ở trên khoảng không và tuột xuống, thì những cái sự buông thả đấy không chỉ là của những cái diễn viên đơn giản được, hoặc là những cái vũ công mới bước vào nghề được, mà đây phải là cái sự trình diễn của những cái diễn viên rất là giỏi và trải đời, trải nghề. Chúc mừng hai em. Xin cảm ơn những lời khen ngợi của giám khảo Tuyết Minh. Xin mời chị Hồng Nhung ạ. Đây là một tiết mục hoàn hảo, hoàn hảo từ phần biên đạo rất là tinh tế của Ryan Tan. Chúc mừng anh. Cho đến phần đạo diễn sân khấu của đạo diễn Phạm Hoàng Nam, đến phần biểu diễn kết hợp, kết nối rất là hoàn hảo của các em trong từng những động tác bê đỡ hay là những cái động tác kết nối nhẹ nhàng. Tôi không thể tưởng tượng được là Vi Anh chưa qua được một mối tình nào mà lại thể hiện được một tác phẩm trong đó nói về tình yêu có cả cái chết và có cả cảm giác tan vỡ mà lại thật đến mức như thế. Tôi thích nhất là đoạn mà em Huy bê Vi Anh lên, sau đó bê lên trên lưng và sau đó em trượt xuống một cách rất là buông thả và rất là thoải mái. Có một điều mà tôi rất là thích, đặc biệt thích trong bài này, đó là việc mà Ryan Tan đã chọn bản nhạc cho bài hát này, cho tiết mục này. Và trong bản nhạc chỉ có bài hát thôi, hầu như là không có dàn nhạc, không có tiết tấu gì cả. Nhưng mà các em đã chứng tỏ được mình là những diễn viên múa rất là tinh tế, bởi vì nhịp tiết tấu là ở trong người của các em đưa ra, chứ không cần phải đi theo nhịp trống nào ở phía bên ngoài cả. Cho nên khán giả thấy rằng chỉ có tiếng hát thôi, nhưng mà các em đã biểu diễn sự kết hợp rất là nhuần nhuyễn và rất là đúng nhịp cùng với nhau. Xin chúc mừng phần trình diễn hoàn hảo của hai em. Lại một lần nữa một lời khen ngợi. Và dĩ nhiên không biết là điều đó có thay đổi gì không với anh Chí Anh ạ? Tôi thì tôi thấy rằng là Vi Anh em đã tiến bộ rất là nhiều so với cả tuần đầu tiên. Có vẻ em có hợp với cả những cái tiết mục mà yêu đương rồi đau khổ ấy, làm cho em trưởng thành hơn. Nếu mà như thế thật thì cũng rất là tốt. Tôi thích Vi Anh ở chỗ là em thường nói em là một người lòng ngoằng. Thì hôm nay ở những động tác nhào lộn, bê đỡ thì em đã rất là gọn gàng và chính xác. Và em không thể thực hiện tốt được điều đó nếu như không có Tấn Huy. Tấn Huy là một bạn diễn bản lĩnh và tuyệt vời. Tôi thích Vi Anh 9 thì tôi thích Tấn Huy 10. Vì ngày hôm nay những cái thay đổi trạng thái từ trạng thái dằn vặt, giằng rũ, giật nhau ra rồi lại quay trở lại âu yếm nhau, lại nâng niu nhau thì Huy làm rất là tuyệt vời. Và cũng đơn giản thôi, bởi vì Huy là một chàng trai từng trải, thậm chí là còn sát gái. Em đã nói rồi là cứ mỗi lần mà anh yêu xong một mối tình là anh đeo cái bông tai nó to hơn một tí. Là trước sau gì nó cũng sẽ bằng một cái chén hay một cái dĩa thôi. Và tóm lại thì tiết mục này của các em đã rất rất thành công. Vâng, xin cảm ơn anh Chí Anh ạ. Bây giờ
Thành lại phát hiện ra là tại sao anh Chí Anh lại thích bạn này 9 mà thích bạn kia 10 là tại vì số của bạn này là 9, số của bạn kia là 10. Thành thế ra là bây giờ quý vị yêu thích bạn Vi Anh, quý vị hãy soạn số 9. Và yêu thích bạn Tấn Huy, quý vị hãy soạn số 10 giống anh Chí Anh thế thôi. Và gửi về 8369, đơn giản, Vi Anh là 9 và Tấn Huy là 10. Xin cảm ơn hai bạn.